Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn về hệ thống Car Parking tại dự án Văn Phú Digital Gia. Hệ thống Car Parking của chúng ta gồm bốt bảo vệ, máy tính giám sát, đầu lọc thả khoảng cách gần, ba tia điện tử và camera chỉ dẫn số CCTV. Ba tia điện tử đóng mở thay ba tia điện tử hoạt động hoàn toàn tự động, được kết nối về lối chạm vào và ra đầu lọc thẻ hoặc máy tính phí để kiểm soát xe ra vào. Xe sẽ nhận tín hiệu từ bằng cảm ứng tự động đóng xuống khi xe qua khỏi ba tia. Bốt bảo vệ của chúng ta kiểm soát xe vào và xe ra trên màn hình máy tính, giúp người trực quan sát từ ảnh chụp camera vào và ra để so sánh, điều khiển từng bước khi cần thiết. Đầu lọc thả khoảng cách gần của chúng ta được đọc và kiểm soát thuộc vé ra vào tự động, được lắp đặt ở lối vào và lối ra, được kết nối với bộ điều khiển máy tính để đọc thẻ khoảng cách gần. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu với quý bạn về một phần về hệ thống Car Parking. Xin hẹn quý vị và các bạn vào phần tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.